Chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cái cây sung bonsai mini siêu quả từ cành chiết được cắt trồng sau một tháng, hơn một tháng các bạn. Trước mặt các bạn đây là tổng thể của cây. Mời các bạn quan sát. Những cái dâu quả rất dài, các em đang phát triển các bạn, rất tuyệt vời các bạn ạ, rất mãn nhãn. Trên này thì các cái mầm cành các em cũng đang chuẩn bị cho tiếp quả. Đây các bạn thấy. Đây, còn dây gốc thì các bạn thấy là quả rất sai, rất đẹp, chi chít vào. Mình quay chi tiết các bạn xem đây đi, các bạn thấy nó trời mưa đây, trời mưa hiện tượng là nó rụng quả các bạn, rụng mất một số quả. Những cái cành dưới này thì cũng đang chuẩn bị cho quả tiếp đây, đang mầm quả đây, rất tuyệt vời các bạn nhé. Dầu quả mã dưới này. Đấy. Các bạn thấy quả rất là đẹp, rất là dày, rất sai. Đắp vào gốc và tiến tới thì các cái dầu quả dài ra thì phải nói rất tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy trời mưa là rụng hết, quả nhỏ này rụng rất là nhiều các bạn này. Đấy. Rụng rất kinh khủng, đấy, rụng rất nhiều quả nhỏ. À, nếu như không thì bộ các bạn nhìn này còn thích mắt nữa các bạn ạ, rất tuyệt vời. Thấy các cái cành trên này thì các em đang chuẩn bị cho quả tiếp, chỉ cần khoảng 10 ngày nữa thì những cái quả này nó sẽ lớn lên một chút xíu thì trông sẽ rất là tuyệt vời các bạn này. Đấy, rất xa, rất đẹp. Cây thì cái đoạn gốc, cái đoạn to thì bác các bạn này chỉ tầm khoảng 5 phân, 6, 5 đến 6 phân thôi, 5 phân, khoảng 5 phân và 5 6 phân. Đấy, và nên các cái nhánh như thế này thì nay mai nên mình có để lại nhánh nào thì để, mà không có thì mình cắt bỏ đi thì sẽ lại cây rất là côn các bạn này. Đấy. Cây ở cành chiết thì nó là như vậy. Đấy. Sau này mình ý định mình để ra sao thì là cây sẽ rất côn, rất đẹp. Đấy, các bạn thấy quả rất là mãn nhãn.
Sau này thì mình thay chậu thì mình sẽ trồng cao hơn một chút nữa thì những cái rau quả nó sẽ được nổi lên trên mặt đất hơn. Còn bây giờ thì tạm thời thì các bạn thấy đấy, thì sâu trong gốc các bạn thấy cũng là toàn quả, rau quả là sát gốc này, rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Được sệt gốc mà. Bốn xung quanh, bốn mặt, gần như là bốn mặt thì cái phần gốc cây này các em cho quả gần như kín đặc hết các bạn, rất tuyệt vời. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây thứ hai cũng từ cành chiết, mới cũng cắt được trồng được một thời gian, bây giờ các em cũng bắt đầu cho quả rồi các bạn. Tiếp theo đây là cây thứ hai. Trời mưa đang đọc các em phát triển nhanh lắm các bạn ạ. Ở đây mời các bạn quan sát. Đấy, mình đợt là mình trồng vào trong cái chậu này các bạn thấy. Đấy, thì bây giờ các em đã cho quả như thế này rồi. Đấy, tổng thể cây ta cao khoảng gần 40 cm. Các bạn thấy quả các em ra rất là sai, rất đẹp. Đấy, cây này thì cũng là một những cây mà cái giống quả to như ở cái phần video trước mình đã chia sẻ cùng các bạn. Đấy, rất to, rất sai quả, rất đẹp. Thế thì mình trồng nghiêng này thì nay mai mình có thể mình uốn nắn.
nhưng mà bây giờ vẫn còn mưa thì các bạn thấy là nó cây nó còn ướt, cho nên nếu chúng ta sẽ uốn thì bây giờ sẽ nổ hỏng cây, cho nên là về mùa mưa này là tối chúng ta là tối kỵ, không nên uốn nắn các bạn. Đấy, chỉ có bạn nào có cắt tỉa gì thì cắt tỉa thôi. Làm ăn nha. Thế thì các bạn này, cây thì ngày càng trồng càng lớn và càng xoay quả càng đẹp. Thế với những cây như này thì các bạn là các bạn uốn nắn theo cái ý định sở thích của các bạn, dáng trực, dáng hoành, dáng long, tùy từ người một. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà không biết chơi mà các bạn chỉ cần là có cây thì báo cáo các bạn cứ để nguyên như thế này, các bạn chơi. Đấy. Thì nay mai thì các em sẽ ngày càng một phát triển xung xuê, nên thì báo cáo các bạn này, cây của chúng ta sẽ rất đẹp. Và cái tư thế trồng nghiêng như thế này, đấy, 30 đến 45 độ như thế này, thì nay mai các cái mắt này các em cũng sẽ nên các cái mầm, các cành chúng ta sẽ phát triển ngược lên như thế này. Cái cành dưới này thì dần dần là các em sẽ phát triển kém lại. Đấy. Tất nhiên với cái điều các bạn phải lưu ý là những cái mầm ra như thế này thì các bạn phải bỏ đi hết đi cho mình, để các bạn là kìm hãm sự phát triển của các em vào cái hướng này. Đấy. Thì nay mai cái phần ngang này của các bạn sẽ nên cây chúng ta sẽ tốt, chúng ta sẽ định hình theo cái cây vòm mái nùm gì đó. Thì tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn cứ như thế này các bạn chơi, thì các bạn cũng có một cái cây để phòng làm việc, để bàn uống nước hay là để ban công cũng rất đẹp và mãn nhãn các bạn ạ. Thế thì hôm nay sau một tháng cắt những cái cành chết trồng thì có những cây cành bonsai và bây giờ các em cho quả rất là đẹp, thì rất vui mừng phấn khởi thì cập nhật chia sẻ cùng các bạn. Cũng không làm mất thời gian các bạn nhiều thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn đam mê trồng bonsai thì thành công như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.